Ok, Audi vô lại chưa? Con ơi. Rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Vừa nãy là cô Ngọc hỏi về bookshop đúng không nào? Bây giờ cô Ngọc muốn hỏi con về cái địa chỉ khác nhá. Ok. Hey. Nào, bây giờ cô Ngọc lại có một câu hỏi với mẫu câu số 2 đi. Cô Ngọc sẽ sử dụng mẫu câu số 2 đi. Đó là excuse me. Yeah. Please tell me. Could you please tell me the way to à rồi bây giờ con nói thế nào đây cô Ngọc bài Excuse me, could you please tell me the à factory way à to con bật camera của mình lên nhá. Bật story? lên nào. Okay, very good. Now, bây giờ cô Ngọc đặt câu hỏi này. Excuse me, could you please tell me the way to factory? Đây là con vẫn đang ở đứng ở chỗ cũ. Cô Ngọc vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Bây giờ con nói thế nào nhỉ? Bây giờ con chỉ đường như thế nào? Bây giờ cô Ngọc để cho con tự nào. Please. Ok, please. Cô Ngọc chỉ ghi theo thôi nha. Please. Please continue Ok, follow. continue. Follow, right? Follow this 10 10 À,10 follow gì hả? Con follow gì? Follow cái phố nào? Tên phố follow nào? Bond Street, đúng không? Street, Ok, yes, dance gì, gọi là ten, gì? take the second Ah, take the second letter. or take the first. Nhìn lại nào, factory nó đang ở cái ngã rẽ thứ nhất hay thứ hai nhỉ con nhỉ? Take the gì? Ngã rẽ thứ mấy? Ba. Ủa, ngã rẽ thứ ba No. đi từ đây đúng không? Ừ. Đây là ngã rẽ đầu tiên. It's Ngã rẽ thứ mấy? hai. Ủa thứ hai á, cô Ngọc hỏi factory mà. Factory nằm ở đây mà. Ừ. Ngã rẽ thứ mấy nào? Thứ ba. Ủa thứ ba à? Phải thứ ba không? Thứ Ừ. nhất chứ, đúng không? Rẽ Hey. vào ngã rẽ thứ nhất vào đường Green Street đúng không nào? Yes. Đó, ok, take the gì nhỉ? Ngã rẽ đầu tiên vào phía bên nào? Audi, ngã rẽ đầu tiên phía bên nào? Right. À, phía bên phải, con nói thế nào nhỉ? Con nói cho take the gì? Take the Take the right oh. turn. Ủa, ngã rẽ thứ mấy? Take Take the gì? the Second second là hai rồi. Second là thứ hai, hôm trước cô Ngọc dạy rồi. Thứ hai là the second. Thế thứ nhất là the gì? The first, nhá. Yeah. Take the first gì? Take the Right. first right turn on kick Rồi, ba. on King's Road. Ủa, sao lại King Road? Ngã rẽ thứ nhất mà. Audi nhìn vào bản đồ cho cô Ngọc này. Ngã rẽ thứ nhất là ngã rẽ thứ nhất. Đúng không? Green Street, Là Green Street. Để ý nha. Ok. yeah. First right, turn on Green Street. Rồi, bây giờ con mô tả thêm cái factory đấy nằm ở đâu nào. Factory, À, cái này nó sẽ dài next hơn. Audi ơi, cái này nó sẽ dài hơn một chút. Bây giờ con nói cô rẽ vào đường này. Bây giờ cô đang đứng ở đầu đường. Thế bây giờ con phải nói tiếp như thế nào để cô Ngọc đi tiếp đến cuối đường và gặp cái factory nào? Continue, follow gì? continue follow. Please continue Follow gì con nhỉ? follow.
Bond Street. Ủa, follow Bond Street á? Bây giờ đang đứng ở đầu đường Green Street rồi. Bây giờ muốn cô Ngọc đi dọc theo cái đường Green Street này thì con phải nói là continue follow gì? Green Street chứ. Green Street. Con hiểu, con hiểu cách mình đang chỉ đường không nhỉ? Đây này. Yeah. Là cô đang đứng ở đây đúng không? Và cô Ngọc hỏi con là cái đường đi đến factory là gì? Đúng không nào? Thế bây giờ con chỉ cho cô Ngọc là cô Ngọc hãy đi theo cái đường Bond Street này. Sau đó cô Ngọc hãy rẽ vào ngã rẽ đầu tiên phía bên tay phải và vào đường Green Street này. Tức là cô Ngọc đã rẽ vào rồi và cô Ngọc chỉ mới đứng ở đầu đường thôi. Bây giờ cô Ngọc chả biết đi như thế nào nữa. Thế thì con lại phải chỉ đường tiếp cho cô Ngọc đúng không? Con lại phải chỉ là gì? À, cô hãy tiếp tục đi theo cái con đường Green Street này đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ nói là continue follow Green Street, right? Đúng không nào? Yeah. Okay. And gì nhỉ? And the factory. Và cái nhà máy nó nằm ở đâu nhỉ con nhỉ? It's next to gì con nhỉ? Bên cạnh cái gì? Next to the museum. Chính xác luôn nhá. Rất chính. Được chưa nhỉ? Ok, thì đây chính là cách chỉ đường đi chỗ factory này. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại này. Cô Ngọc hỏi là excuse me, could you please tell me the way to factory? Thì con nói là please continue follow Bond Street, then take the first right, turn on Green Street. Please continue follow Green Street and the factory is next to museum. Đơn giản chưa, Audi? Đơn giản không? Nào, bây giờ cô Ngọc sẽ đặt câu hỏi và Audi sẽ có nhiệm vụ là chỉ lại cho cô Ngọc. Bây giờ chúng ta đã ghi trên màn hình rồi, bây giờ con chỉ việc nhìn vào và chỉ lại thôi. Và tốc độ nói vẫn phải là nói nhanh hơn nhé. Ok. Không được nói từng chữ một nhé. Ok, bây giờ chúng ta cùng luyện tập này. Excuse me, could you please tell me the way to factory? Please continue for the Bond Street and take the first right turn on the street. Please continue follow Green Street and the factory is next to the Đấy, rất tốt, nhưng mà cô Ngọc sửa lại một chút này, do đọc nhanh nên là nhiều chỗ vẫn bị quên. Ok, này, cái chỗ này, please continue follow Bond Street này, then take the first right turn on, ok, turn on Green Street. Please continue follow Green Street and the factory is next to museum, the museum. Thế bây giờ cô Ngọc không nói continue follow Green Street nữa, cô Ngọc không muốn nó bị trùng lại với phía bên trên. Cô Ngọc thay bằng cụm gì được nhỉ con nhỉ? Con mở lại vở âm chúng ta. Thay được cụm gì để thể hiện cho cái từ là con phải đi dọc theo cái gì đấy này. Con phải đi dọc theo một cái gì đấy thì con nói thế nào? Go gì nhỉ? Go Đúng rồi, go along along Green Street, đúng không? Đi dọc theo phố Green Street. À, cho đỡ bị lặp từ. Được chưa? yes. Ok. Được chưa nha? Đấy, bây giờ con thử nói lại nào. Bây giờ cô Ngọc hỏi con nhá. Excuse me, could you please tell me the way to factory? Please continue follow Bond Street ten the ten Then. take the first right turn on Green Street. Please go along Green Street and the factory is next to Đấy, rất tốt, đúng không nào? Bây giờ nói tốc độ hơn một chút nữa, tốc độ nhanh hơn một tí nữa nào. Cô Ngọc vẫn chưa thấy là ổn lắm. Nào bây giờ cô Ngọc muốn Audi nói cho cô Ngọc nhanh hơn một tí nữa. Nào, ok. Excuse me, could you please tell me the way to factory? Please continue follow Bond Street, then take the first right turn on Green Street. Please go along Green Street and the factory is next to the Ok, nào bây giờ nhìn trên bản đồ nào. Chỉ lại cho cô Ngọc nào. Nhìn trên bản đồ và chỉ lại cho cô Ngọc nhá. Ok, cô Ngọc xóa cái vừa nãy chúng ta ghi nhá. Con đã hiểu cách chỉ đường chưa? Đúng không? Ban đầu là con sẽ nói cô là hãy đi theo, đúng không? Hãy tiếp tục đi theo cái phố Bond Street này này. Sau đấy cô hãy rẽ phải vào cái ngã rẽ đầu tiên để vào đường Green Street.
À, cô hãy đi dọc theo cái phố Green Street này và cô sẽ nhìn thấy cái factory nó nằm ở đâu? Bên cạnh cái museum. Ok? Được chưa? Đấy, cô Ngọc xóa nhá. Cô Ngọc xóa và bây giờ con nhìn trên bản đồ nha. Đấy. Xóa này. Okay, so Audi, could you excuse me, could you please tell me the way to factory? Please continue follow and take the Được. first. Con gái ơi, chúng ta follow cái đường nào? Con quên mất đường rồi. Đường nào con nhở? Continue follow. Continue. Please continue follow Bond Street Okay. and take the first right turn on Case Road. Ồ, King Row à? King Row à? Phải King Row không? Green Chính xác. Street. Please go along the and the factory is next to the Ok, rất tốt. Cô Ngọc rất là ghi nhận cái cố gắng của Audi. Tuy nhiên, có một cái lỗi sai hơi nhỏ nhỏ, bé xíu xíu thôi. Đó là ở cái phần mà con nói cô Ngọc là rẽ vào đây rồi đúng không? Thì bây giờ con bảo Yes. cô Ngọc là hãy đi dọc theo. Thế dọc theo cái phố nào thì con chưa nói. Đúng không? Đúng không? Yeah. Ừ, con thiếu cái chỗ go along Green Street này. Con mới nói là go along thôi. Xong rồi con nói luôn cô Ngọc là the factory là is next to museum luôn. Đúng không nào? Thử lại một lần nữa nhá. Ok. Không sao hết. Buổi sau chúng ta lại tiếp tục luyện tập. Nha. Buổi này con luyện tập chưa được tốt cho lắm. Thì buổi sau chúng ta tiếp tục luyện tập. Và cô Ngọc sẽ cho con nghe một cái file nghe. Một cái đoạn conversation thực tế mà người ta chỉ đường cho nhau như thế nào. Thông qua cái đoạn hội thoại đấy thì cô trò mình hãy cùng xem là cách người ta hỏi đường và chỉ đường cho nhau như thế nào. Và có cái cụm gì mới hay ho để chúng ta học không? Đúng không? Ok. Nào, thì bây giờ con chỉ lại cho cô Ngọc nhá. Bây giờ cô Ngọc hỏi lại và con chỉ lại nhá. Ok. So, excuse me, could you please tell me the way to factory? Please continue follow Bond Street Okay. and take the first right turn on Green Street. Tiếp tục mới 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 nói cô Ngọc là rẽ phải thôi. Mới nói cô Ngọc là rẽ phải thôi. Please go along. Đúng rồi, con tiếp tục đi. Please go along. Please go along Green Street Okay. and the factory is next to the museum. Rất tốt, well done. Congratulations. Rất tốt đấy. Okay. Bây giờ con hiểu cách chỉ đường chưa nhỉ? Audi hiểu cách chỉ đường chưa? Ok, khá là ổn đúng không nhỉ con nhỉ? Ổn đúng không? Ừ. Chỉ có điều là chúng ta đang hơi bị kiểu như là nhiều lúc chúng ta hơi bị nhớ nhớ quên quên một tí thôi. Chứ còn chúng ta cũng cũng nói được rồi đúng không nào? Thế bây giờ con thử một cái địa điểm nữa nhá. Ok, bây giờ cô Ngọc thử thách con một địa điểm. Ở địa điểm này thì cô Ngọc sẽ không viết ra cùng con mà con sẽ suy nghĩ, sau đó là con sẽ nói luôn cho cô Ngọc nhá. Ok. Thử thách. Ok, gọi là thử thách mà. Đúng không nào? Thử thách xem là cái mức độ của chúng ta đến đâu. Nào, thế bây giờ cô Ngọc đặt câu hỏi nhá. Excuse me. Could you please tell me the way to hospital? Nào, bây giờ con sẽ có thời gian suy nghĩ là khoảng tầm 3 phút. Con có thể ghi ra vở các bước để con chỉ đường cho cô Ngọc. Sau đó là con sẽ nói nhá.
3 phút chuẩn bị nào. Bây giờ nhìn vào bản đồ và xem thử cái hospital nó nằm ở đâu và chúng ta đi thế nào. Ba phút chuẩn bị nhá. Sau đó thì cô con nói và cô Ngọc chỉ có ghi theo con thôi đấy. Thế, tao đi xong chưa? Chưa, em nghĩ suy nghĩ. Ok. Còn có 1 phút nữa thôi nha. Ok. Ok, xong chưa nào? Bắt đầu nào? Con chỉ đường thế nào? Please continue follow Bond Street Ok. and take the first left turn on King's Road. Nào, Audi từ từ đã, Audi từ từ đã. Nào, cô Ngọc ghi cái Audi, à, ghi cái câu Audi vừa nói nha. Please này, continue follow Bond Street. Okay, Dan này, Dan còn nói là take the first left on King Rose. Rồi, tiếp theo. Audi chỉ nào. Bây giờ cô Ngọc rẽ trái rồi. Rẽ trái vào đường King Road rồi. Continue go along Ok, very good. Rất thay đổi. Continue. and hospital is next to the police station. À, rất tốt. Đấy. And the hospital. Rất tốt, rất tốt. Easy nhỉ? Is next to the The police police station. Ok, đầu tiên này, cô Ngọc có một cái lời khen đến Audi. Tuy là không, cô Ngọc không viết ra cho như vừa nãy nữa, nhưng mà rất tốt, làm rất tốt luôn. Tuy nhiên, con có một cái lỗi này. Audi nhìn cho cô Ngọc này, cái đường King Road này là ngã rẽ thứ mấy? Đường King Road này của con là ngã rẽ thứ mấy đây? Hi. À, thứ hai mà con lại nói là take the first, là chúng ta có một lỗi nhỏ ở đây rồi, đúng không? Chúng ta đã bị chỉ đường kiểu như là
Lúc đấy cô Ngọc sẽ hoang mang. Ủa, nói là rẽ hàng ngã rẽ đầu tiên mà ta, sao không thấy cái đường King Road nào ta? Cái ngã rẽ đầu tiên này là Green Street mà, đúng không? Đúng không? Thế có phải là cái người được con chỉ đường lúc đấy người ta sẽ ôi hoang mang quá, hoang mang quá, kêu là rẽ ngã rẽ đầu tiên mà ta. Ủa, sao tìm mãi anh thấy đường King Road ta? Đúng không? Đúng nào? Thế thì chúng ta nhìn lại cái chỗ này, cái đường King Road phải là take the second, đúng không? Bạn phải rẽ ngã rẽ thứ hai ở phía bên trái. Đó, con chỉ bị một cái lỗi duy nhất như thế thôi. Còn lại là con đã rất là hoàn thành cái bài này rất tốt. Ok. Rồi, cô Ngọc có lời khen đến Audi nha. Hôm nay Audi đã rất là cố gắng trong cái việc học tiếng Anh của chúng ta cũng như là speaking của chúng ta. Ok. Buổi ngày hôm sau này, sau buổi ngày hôm nay thì cô Ngọc sẽ gửi cho con cái bản đồ này nhá. Công việc của con đó là về nhà luyện tập. Ok. Về nhà luyện tập đúng nào? Mẹ nói là tuần này chúng ta chỉ học 2 buổi thôi đúng không? Để anh đi về quê. Còn có thứ bảy tuần này đi về quê không? Đi về Quảng Ngãi quê chị con, chứ quê con Phú Ok, vậy là thứ bảy là con đã nghỉ luôn rồi đúng không? Ngọc gửi cái bản đồ này về nhà con tự luyện tập nha. Ok rồi, vậy hôm nay cô Ngọc sẽ kết thúc buổi học của chúng ta đây nha. Cô Ngọc sẽ có một cái lớp mới bây giờ luôn. Ok, nếu con có thắc mắc nào thì con nhắn ở trên cho cô Ngọc nha. Ok, goodbye Audi and happy new year to Bye. you. Nha. Nghỉ Tết vui vẻ nha. Yeah. Bye bye Audi. Yeah. Bye con, hẹn gặp lại nha. Yeah. Goodbye.